Nhà vườn ở Phong Sơn, gửi chào các bio cây. Đấy, hôm nay thì em có tới xem cây tại triển lãm thuộc xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đấy, trước mắt là một cái tác phẩm dáng trực. Cây này thì cực kỳ là già. Em tới đây thì em nhìn cái tác phẩm này thì em nhìn thấy quen quen. Đấy, bởi vì trước đây thì em cũng đã bán một cái cây gọi là cây tương tự như thế này. Đấy, cho một anh trai ở trên Phú Thọ cây đây khoảng 2-3 năm. Đấy, cây đó cây em bán thì có nhỏ hơn cây này một chút. Nhưng mà về hình thức dáng dấp và cái độ già thì nó tương tự. Đấy. Trong cái video này thì em sẽ quay lướt lướt qua thì để các bác cùng ngắm. Còn bác nào mà có thời gian các bác gần Nam Định thì các bác về trực tiếp xem thì nó đã mắt hơn. Đấy, trên mỗi tác phẩm thì đều có số điện thoại hay là có biển hiệu của nhà vườn. Đấy, có những cây mà số nhỏ nhỏ quá thì các bác cũng không nhìn thấy được. Thì em cũng sẽ chỉ quay lướt qua thôi. Thì em cũng đi qua đây thì tiện em ghé vào thăm. Cây này là một cây long đàn phượng vũ, cây này làm theo lối cột rồi các bạn này. Cây này thì không phải là làm theo cắt giật, nhưng mà cây này ra đây là một cây xanh già. Đa phần những cây ở đây, cái yếu tố được đưa đi triển lãm đầu tiên là cây phải đẹp, và cái yếu tố quan trọng là nó phải già. Đấy, còn những cây non thì nhiều các bạn, những cây già thì nó mới là hiếm. Chính vì vậy cái thị trường xanh già bây giờ em cảm thấy là nó cũng đang giá đang rất là cao, cũng đang sốt. Đấy, bác nào mà về xem được thì các bác xem tận mắt thì nó sẽ thích hơn các bạn. Đấy. Đôi khi thì em cũng hay đến các ca triển lãm xem những cây đẹp để học hỏi rồi về làm cây của mình. Đấy, tác phẩm này tôi cũng đã đưa đi triển lãm nhiều lần. Tác phẩm này là tác phẩm nó Cô Gái Con Họ. Thì em cũng được nghe nói đâu đó thì cây này thì xuất phát từ Bắc Ninh. Đấy, bây giờ chủ sở hữu của ai thì em cũng không rõ. Trên bảng biển thì có treo tên đó. Cô Gái Quan Họ, chất liệu xanh Nam Điển các bạn. Cây này thì rất là già. Đấy, đa phần những cây ở đây thì cây rất là già. Đấy, các bạn cùng nhìn cái rễ vàng chóe. Các bác xem nhiều thì các bác sẽ hiểu hơn về cây, về dáng dấp, rồi cái cây thì tại sao cái cây nó lại quý, tại sao nó lại đắt. Đấy, nhiều bác mới chơi cây thì các bác cũng hỏi tại sao cây này có gì mà đắt thế. Đấy, thì các bác xem nhiều thì các bác sẽ biết. Thứ nhất là nó quý, thứ nhất là nó phải đẹp, thứ hai nó phải già. Đấy, thì nó là độ quý. Các bác nhìn cây này da già, da nó chun mà. Cái này thì các bác xem thực tế, đấy, xem tận mắt và sờ tận tay nó sẽ rõ hơn các bạn. Rồi các bạn mới chơi cây thì các bạn cũng xem, các bạn ngắm các dáng dấp, dáng thế, rồi cái cây nó quý ở chỗ nào, rồi cây nó độ bao nhiêu năm tuổi, thì các bạn nhìn vào cái cây thì các bạn cũng có thể đoán được áng chừng chừng. Riêng cái cây về cái độ già của cây thì không thể làm giả được các bạn. Đấy, cái cây 10 năm thì nó khác với cái cây 20 năm. Đấy, cái cây 50 năm thì nó khác với cái cây 30 năm các bạn. Xem nhiều thì các bác cũng sẽ rõ hơn. Đấy. À, các bác có dịp thì mời các bác về trực tiếp Ủy ban Nhân dân xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đấy, nơi đây đang diễn ra triển lãm cây cảnh, cũng có rất là nhiều tác phẩm tiêu biểu và cũng có một số tác phẩm gọi là giá bình dân thì các bác trưng bày ở bên ngoài, không gian bên ngoài. Đấy, thì các bác về đây thì các bác có thể là giao lưu một vài tác phẩm cùng với nhà vườn. Đấy. À, bác nào chưa đăng ký kênh của nhà vườn Phong Sơn thì các bác hãy đăng ký kênh của nhà vườn Phong Sơn. Đấy, ngoài những tác phẩm em quay ở triển lãm ra thì sẽ có những cái video báo giá cây tại nhà vườn Phong Sơn để các bác giao lưu. Đấy. À, cây này, ở đây triển lãm thì toàn cây tiền trăm, tiền tỷ. Đấy, hoặc là rất nhiều tỷ. Còn thì các bác cũng biết em rồi thì hay bán cây gọi là vài chục. Đấy, tuy nhiên thì các cụ cũng bảo rồi, tiền nào của đấy thì mình không thể so sánh được với những cây triển lãm. Nhưng mà cũng không hẳn là những cây nhiều tiền mà đã đẹp hơn là những cây ít tiền. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào tùy con mắt của mỗi người. Bởi vì cái nghệ thuật nó là không có giới hạn. Đấy, cùng một cây nhưng có thể là người này thấy nó đẹp, nhưng có người thì bảo nó không đẹp. Đấy, chính vì vậy người ta mới gọi là cái nghệ thuật. Đấy, nếu mà nó có khuôn mẫu, rập khuôn như nhau thì cái nghệ thuật nó lại còn không phải là nghệ thuật các bạn. Đấy, người ta gọi là nghệ thuật là sáng tạo.
Những cái cây như thế này thì khá là nhiều tiền đấy, thì em cũng không hỏi giá nhưng mà chắc chắn là từ tiền trăm đô lên các bác ạ. Chắc chắn là vài chục tầng dưới tiền trăm này chắc là không có mặt ở trong cái triển lãm này đâu, ở trong cái khuôn viên sân này đâu. Nó phải tầm tiền trăm và tiền tỷ. Đấy, cây si này rất là đẹp các bác này. Đấy, trong triển lãm em ấn tượng nhất là cây si này. Nhìn rất là đẹp. Đấy, bệ, từ bệ, từ thân, nó ra, tay cành. Nhìn công nhận là đẹp thật các bạn. Chậu đá, chậu cỏ. Em thì em cũng không hỏi giá ở cây này là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu như mà trong điều kiện cho phép mà em mà sở hữu được thì chắc là cũng mua đấy các bạn. Đó, cây này được kê ở chỗ trung tâm của sân. Đấy, bác nào mà có điều kiện các bác dành thời gian thì các bác về xem thực tế thì nó rõ hơn. Đấy, nếu như các bác về Nam Định thì mời các bác ghé tham quan nhà vườn Phong Sơn. Đấy, nhà vườn em thì cũng gần đây thôi. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác hãy đăng ký kênh nhà vườn Phong Sơn để theo dõi những video mới các bác nhé. Cảm ơn các bác.